Well, they like all beverage, our bubbling. Kia là có mấy cái nhà, khu này là cái khu của mình ở nhiều năm. Đó, bây giờ mình qua được bên đây kia với cái park đó. Nhà Brooklyn như thế này đó. Giờ mình đi ăn trưa không? Đây ngay chỗ cái bus thì mình thấy cái xe bus thì tới Manhattan. Đây có cái xe bus X27, X37 sẽ đưa mình tới New York City. Khoảng chừng 30 phút. Express xe nhanh thì 7 đồng rưỡi một chiều, round trip thì 15 đồng khoảng đó. Ở đây có cái trường học. Đây mình đi cái chỗ giặt quần áo đấy, những người mà mướn nhà không có nhà thì lên chỗ này giặt quần áo. Ở trong tương lai cái khu này là rất là phát triển, tại vì khu này cũng có nhiều người Ukraine hay những người mà Nga Xô lúc trước ở khu này. Đây là một cái khu bấy về các bạn người Ai Nhĩ Lan ở chỗ này nhiều. Đó, bên đó có cái tiệm bán rượu, bán bia đó. Tụ người Ai Nhĩ Lan thì Irish đó, chắc là thích uống bia, ngồi nó dốc. Đấy. Bây giờ mình đi ăn pizza. COVID testing site. They test COVID. Yeah, COVID over. Chỗ này có bán mấy cái đồ second hand. Xe bus nữa, P37. Cái khu này là khu mình ở mấy chục năm nay rồi. Kia bằng Bay Ridge, như là lộ số 3, Bay Ridge Avenue. Lộ Bay Ridge. Phía bên kia thì họ bán thuốc.
ngang bên kia có cái tiệm thuốc Tây của người Việt Nam mở. Mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ mà họ lúc còn COVID đó, thì họ trải bàn ra ngoài đây ngồi. Mà chờ. Ban đêm thì chỗ này thì rất là vui, người gái nhĩ lan thử ra đây ngồi. Bên con bên kia có cái tiệm nail của người Việt Nam đó, mini master nail đó, spa đó, của người Việt Nam mở đó. Đấy, bên đó bên đây có cái tiệm bán mấy cái đồ đâu mà họ mua ở Costco đem ra đây bán, giá cũng rất là phải chăng. Cái đồ như người ta mua ở Costco đem trả lại đem ra chỗ này bán gần như là 20% discount. Ngang bên nó có tiệm Jace NC đó, cái market cho đó thì nó bán trái cây của người đại hàng. Đó, tiệm trái cây bên kia đó. Đi qua bên kia bên béo là Roma, ngay chỗ đó có cái tiệm pizza ngang trước bên đây. Đi qua ăn pizza. Yeah, qua đây ăn pizza. $6. Đấy. Hai cái slice. $6. Một cái pie là 15 đồng. Đấy.